Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cái channel của hai mẹ con nhà Âu Là ngày hôm nay nha. Mẹ Âu Là hôm nay sẽ giới thiệu lên cho các bạn một cái món ăn nữa, một cái món ăn rất là phù hợp trong những bữa cơm gia đình mà cũng có thể nhậu được nữa. Đó là cái món bạch tuộc xào. Và trước khi mà bắt tay vào xào đó thì mình sẽ điểm sơ qua cái phần nguyên liệu mình cần có cho cái món này nha. Đầu tiên là bạch tuộc. Bạch tuộc to nhỏ tùy thích các bạn, thậm chí các bạn có thể thay đổi bằng mực cũng được nữa. Còn cái phần nguyên liệu mà mình xào là hôm nay là mình sẽ có hành tây, cà chua, thơm, dưa leo và hành lá. Tất cả ở đây là mình đã sơ chế sạch sẽ và cắt miếng vừa ăn theo cái khẩu vị gia đình nhà mình rồi. Còn cái phần gia vị ở đây là mình có tỏi, tỏi mình đập dập và băm nhuyễn. Ngoài ra mình sẽ sử dụng thêm là dầu ăn, nước mắm, bột nêm và tiêu. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vô sơ chế và xào nha. Phần bạch tuộc này khi mà mình mua ở chợ đó, họ đã làm sạch sẽ phần mắt và phần bụng cho mình rồi. Bây giờ khi về đó mình không cần phải làm nữa, mà mình chỉ rửa sơ qua với muối. Mình cho muối vô như thế này, bóp đều lên. Bạch tuộc sau khi mà mình bóp sơ qua với muối á, thịt bạch tuộc sẽ săn lại rất là nhiều so với ban đầu. Lúc này mình đổ cái nước muối đi. Mình sẽ rửa bạch tuộc qua 3 lần nước lạnh. Bạch tuộc sau khi rửa xong đó, mình sẽ vớt ra rổ rồi để ráo. Đầu tiên là mình sẽ bắt cái chảo lên bếp, bật lửa thiệt là lớn. Chảo nóng chúng ta sẽ cho dầu ăn vào. Đợi tới khi dầu nóng mình sẽ cho tỏi vào. Tỏi thơm thì mình sẽ cho mực vào xào, đảo thật là nhanh tay. Mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng bột nêm. Mình sẽ cho tiếp vào đây là một muỗng dầu hào. À quên, lúc nãy cái phần giới thiệu phần nguyên liệu để nêm đó, mình quên dầu hào nha. Mình xào sơ cái bạch tuộc này thôi rồi mình đổ ra một cái thố. Mình chỉ xào sơ cái phần bạch tuộc này thôi, không để cho nó chín quá. Nếu mà mình để chín quá chút mình xào lại thì nó sẽ bị dai nha. Cái phần chảo này là mình đập tiếp lên bếp lúc nãy đó, mình cho tiếp dầu ăn vào. Cho hết cái phần tỏi lúc nãy còn sót lại đó. Xào cho thơm. Đầu tiên là mình sẽ cho hành tây vào để xào thơm. Kế đó là mình sẽ cho hết cái phần khóm vào. Khóm là thơm đó nha các bạn. Kế đó là mình sẽ cho hết cái phần dưa leo và cà chua vào. Mình sẽ đảo sơ cái phần này trong vòng 3 phút nha các bạn. Tiếp đó là mình sẽ cho hết cái phần bạch tuộc nãy mà mình xào 90% chín đó. Mình sẽ nêm vào cái phần bạch tuộc xào này của mình là một muỗng canh nước mắm. Sau đó là mình sẽ cho hành lá vào. Đảo đều lên. Đối với các bạn nào mà không chuyên nấu ăn thì như vậy là xong rồi nha các bạn. Còn nếu như mà các bạn nào mà đã từng là chuyên gia nấu ăn rồi thì các bạn sẽ thêm một cái bước này cho mình nha. Đó là mình sẽ có một cái muỗng canh bột năng đó các bạn. Các bạn đánh ra nước trước để cho nó không có bị vón á. Và trước khi tắt bếp thì các bạn cho vào đây để đảo. Để làm chi? Để cho cái phần nước của mình khi mà xào bạch tuộc đó, nó ra nó sẽ được sánh lại. Đây là bí quyết của nhà hàng đó các bạn. Bây giờ là mình sẽ cho cái phần bạch tuộc ra dĩa nha. Dĩa này thì mình có trưng bày một chút xíu salad đó cho nó đẹp á. Mình sẽ điểm một chút tiêu lên cho nó thơm nha. Với cái món bạch tuộc này thì các bạn sẽ ăn kèm với nước chấm là một chén nước mắm mặn cắt một tí xíu ớt, hoặc là một chén nước tương cắt một chút xíu ớt cũng được nha. Và đây, với chỉ 5 phút thực hiện thôi là các bạn đã có một cái phần bạch tuộc xào rất là hấp dẫn như vậy cho bữa cơm gia đình rồi. Nếu ai chưa thực hiện món này thì các bạn hãy tham khảo nha. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau của mình.